Đây là đối tượng Trần Quế Lâm, trú tại ngã tư Sở, Đống Đa, Hà Nội, là thủ phạm gây ra 11 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố. Thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng sự sơ hở của phụ nữ và người già đang di chuyển trên những cung đường vắng để cướp giật tài sản. Mỗi phi vụ, đối tượng thường sử dụng xe máy có biển kiểm soát khác nhau và đặc biệt, đối tượng luôn mang theo súng, sẵn sàng chống trả lại mỗi khi bị truy bắt. Trước đó, vào những ngày đầu năm 2017, Công an huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình đã bắt giữ 7 đối tượng sử dụng hung khí uy hiếp người đi đường cướp tài sản. Hay mới đây, một băng nhóm cướp giật táo tợn có mang nhiều hung khí, bình xịt hơi cay, súng đạn cũng đã bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ.